em gái ơi, xuống giới thiệu anh ấy. Sao ạ? Xuống. Nghe chưa? Mày thích tại sao? Đầu em xuống thì em thấy vui ạ. Em nghĩ là kiểu gì là xếp hàng sớm như này mà ít người này kiểu gì cũng mua được vé với các bạn. Lúc mà em đến đây thì nó vẫn khá là lành mạnh, nó không có gì cả. Chỉ là người ta bán nước thì em ngồi gần hàng nước thì người ta cũng đuổi bọn em đi. Thì cũng chưa có gì là to tát cả, cũng không sợ. Em nghĩ là những người đấy thì kiểu họ chuyên đi làm những cái công việc như thế ạ. Thật ra là em chỉ nghĩ đến những cái tình huống mà chen lấn xô đẩy nhau một tí thôi chứ em không nghĩ là nó kinh khủng mà như thế này. Lúc này thì em muốn ở lại đây tiếp tục chờ đợi hay là em sợ em phải quyết tâm ở lại ạ. Mình đã mấy tiếng đồng hồ ở đây rồi thì cũng nguy hiểm các thứ rồi thì phải quyết tâm cố đến cùng ạ. Nếu mà tiếp tục gặp trường hợp như thế thì em xử lý như nào? Nếu tiếp tục gặp trường hợp như thế thì người ta đuổi thì mình phải đi vì sợ. Tôi đến từ Hà Nam và tôi đến đây từ lúc 7 giờ và bây giờ mưa gió. Tôi vẫn đứng ở đây, tôi xếp hàng để đợi một tấm vé, để mua được một tấm vé để cổ vũ tôi, dành một trái tim cho đội tuyển Việt Nam. Bánh chưng này, bánh chưng rán này, nước nôi đầy đủ để đi phục vụ cho qua đêm nay và đến sáng mai mình sẽ có một cái tấm vé để mình đạt được mục đích. Thực ra thì tôi thấy hơi bức xúc thì là tôi cảm thấy là mọi người xếp hàng nhưng mà thực ra thì tôi cũng không thể hiểu được như thế nào, nhưng mà thấy người ta bảo là đi chỗ khác xếp hàng hay là một là đi xuống dưới kia thì tôi cũng không hiểu nào, thì tôi cũng bắt buộc tôi phải đi theo cái lời nói của cái người ta nói. Anh cảm thấy sợ cũng có thể là cũng có được một chút sợ hãi và một chút không có thể yên tâm về những cái mà mình có thể mình dành được một tấm vé để đi xem.